World Cup nữ chính thức khởi tranh từ ngày hôm nay 20 tháng 7. Đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu này diễn ra theo thể thức đồng đăng cai và tổ chức tại Nam bán cầu. Đây cũng sẽ là một World Cup mở rộng hơn sau khi cách đây 4 năm, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tuyên bố sẽ mở rộng lên thành 32 đội. Trước đó, World Cup nữ 2019 tại Pháp cũng được nâng cấp từ 16 lên 24 đội. Việc mở rộng World Cup đi cùng với cam kết của FIFA trong việc nâng cao thu nhập của cầu thủ, khi tổng tiền thưởng 110 triệu đô la Mỹ không chuyển đến các liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự giải mà được chuyển thẳng cho cầu thủ. Mỗi cầu thủ dự giải nhận 30.000 đô la Mỹ và tùy vào việc đội tiến sâu đến đâu thì tiền thưởng cũng tăng theo tới đó. Cầu thủ của đội vô địch có thể nhận được tới 270.000 đô la Mỹ. World Cup nữ 2023 là mùa giải thứ 9 giải đấu diễn ra, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự. Hãy cùng điểm lại những kỷ lục và con số thống kê thú vị của giải đấu. 190, kỷ lục chiều cao và số bàn thắng của một tuyển thủ. Kaya Yota, thủ môn 17 tuổi của đội tuyển Philippines, là tuyển thủ cao nhất tại World Cup nữ 2023. Với chiều cao 1m90, đã giúp Yota xoán ngôi của thủ quân đội tuyển Pháp Wendy Renard, người đã giữ vị trí số 1 về chiều cao ở 3 kỳ World Cup nữ liên tiếp, trong đó năm 2015. Cô chia sẻ danh hiệu cùng với thủ môn Nhật Bản Erina Yamane. Wendy Renard có chiều cao 1m87. 190 cũng là số bàn thắng nhiều nhất của một tuyển thủ ghi được trong màu áo quốc gia dự World Cup nữ 2023. Tuyển thủ Christine Sinclair của Canada đã ghi được 190 bàn thắng. Số bàn thắng của cô nhiều hơn tổng số bàn thắng của 21 trên 31 đội tuyển góp mặt tại giải năm nay. 140, cầu thủ thấp nhất giải đấu. Trong số 736 cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand, Avel Chitundu, đội tuyển Zambia, là tuyển thủ thấp nhất, cô cao 1m4. 64, số các trận đấu. World Cup 2023 có tổng cộng 64 trận đấu, diễn ra tại 5 thành phố ở Australia và 4 thành phố ở New Zealand. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Olympic Sydney của Australia vào ngày 20 tháng 8 tới. 40, cầu thủ gạo cội nhất và số trận thắng của đội tuyển Mỹ. Có hai tuyển thủ tham dự World Cup nữ 2023 đã ở độ tuổi 40, đó là trung vệ Onome Ebi Nigeria và tiền đạo Christine Sinclair Canada. 40 cũng là số trận thắng của đội tuyển Mỹ ở các kỳ World Cup nữ và là số trận thắng nhiều nhất của một đội tuyển ở giải đấu. Hiện đội tuyển nữ của Mỹ cũng đang nắm giữ kỷ lục về tổng số trận đấu đã chơi, 50 trận. 18, sự góp mặt của câu lạc bộ Barcelona. Với 18 cầu thủ, Barcelona là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho World Cup nữ 2023. Họ thuộc các đội tuyển Brazil, Anh, Italia, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. 17, số bàn thắng của Mata. Tuyển thủ Mata của Brazil đã ghi được 17 bàn thắng tại các kỳ World Cup nữ. Đây là số bàn thắng nhiều nhất của một tuyển thủ nữ sau 8 mùa giải đã qua. 16, cầu thủ trẻ tuổi nhất. Casife sẽ tròn 16 tuổi 26 ngày khi đội tuyển Hàn Quốc thi đấu với Colombia vào ngày 25 tháng 7 tới. Nếu tiền đạo sinh ra ở Mỹ ra sân trong trận đấu này hoặc trận tiếp theo khi đội bóng có biệt danh The World Ladies gặp đội tuyển Maroc 5 ngày sau đó, cô sẽ vượt qua kỷ lục tuyển thủ có tuổi đời trẻ nhất. 13. Kỷ lục về bàn thắng. Đây là con số kỷ lục về bàn thắng cách biệt trong một trận đấu. Đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 13-0 vào năm 2019. Đây cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu. 10. Những nhà vô địch. 10 cầu thủ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand với tư cách là nhà vô địch. Saki Kumagai, đội tuyển Nhật Bản năm 2011, Juries, Alex Morgan, Alyssa Neher, Kelly O'Hara, Megan Rapinoe, đội tuyển Mỹ năm 2015 và 2019, và Crystal Dunn, Lindsay Horan, Rose Lavie và Emily Sonnet, đội tuyển Mỹ năm 2019. 7. Những chiến binh thường trực. Có tổng cộng 7 quốc gia đã tham dự tất cả 9 kỳ World Cup nữ, bao gồm cả năm 2023, đó là Mỹ, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Nhật Bản, Brazil và Nigeria. 5. Những cựu tuyển thủ. Có tổng cộng 5 cựu tuyển thủ từng thi đấu tại World Cup nữ sẽ trở lại giải năm nay trong vai trò huấn luyện viên. Đó là huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc Su Qingxia, từng thi đấu năm 1991 và 1995. Huấn luyện viên đội tuyển Na Uy, Hek Riser, năm 1991, 1995, 1999 và 2003. Huấn luyện viên Brazil Phuhasun Hoge, năm 1991 và 1995. Huấn luyện viên tuyển Đức Martina Voss Tecklenburg và huấn luyện viên Thụy Sĩ Inka Green, năm 1999 và 2011. 4. Lên đỉnh vinh quang. Với 4 danh hiệu World Cup nữ, đội tuyển Mỹ đang có số lần vô địch nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. 0. Kỳ tích chưa được thiết lập.
hiện chưa có đội tuyển nào cả nam và nữ từng vô địch 3 kỳ World Cup liên tiếp. Đội tuyển Mỹ nếu giành được chức vô địch ở mùa giải năm nay sẽ trở thành đội đầu tiên đạt được thành tích này sau hai lần vô địch trước đó vào các năm 2015 và 2019.